gỗ gụ là loại gỗ phổ biến từ xưa được sử dụng nhiều trong các sản phẩm đồ gỗ, trang trí nhà cửa. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua về gỗ gụ mật, gụ ta, gụ Nam Phi. Những loại gụ trên có gì giống và khác nhau? Hôm nay đồ gỗ Tùng Tám xin đưa ra cách phân biệt và giá trị của những loại gụ trên. Gỗ gụ là gì? Gỗ gụ còn có tên gọi khác là gụ lau hay gõ dầu. Gõ xương danh Pháp hai phần, Sindoraton kinensis là loài thực vật thuộc cây gỗ lớn họ đậu. Gỗ gụ là cây gỗ to cao khoảng 25m đến 30m, thân gỗ đường kính 0,6m đến 0,8m. Phân biệt và cách nhận biết gỗ gụ. Đa số hiện nay gỗ gụ được phân loại qua nơi xuất khẩu, vùng trồng ra loại gỗ đó. Các loại gụ được phân loại như sau. Gụ ta gụ Quảng Bình là một trong những loại gỗ quý hiếm của Việt Nam. Gỗ cho ra những vân đẹp, chất gỗ bền, có giá trị cao nhất thường được phân bố ở Quảng Bình. Gụ mật là một loại gỗ phổ biến tại Campuchia và Gia Lai được khai thác tự nhiên hoặc trồng công nghiệp. Gụ Lào, được khai thác tại Lào và xuất khẩu qua Việt Nam. Gụ Nam Phi, gỗ được khai thác ở Châu Phi được Nam Phi xuất khẩu qua Việt Nam. Cách nhận biết gỗ gụ gụ Hiện nay trên thị trường có rất nhiều cơ sở giả mạo, làm giả các loại gỗ trên. Quý khách nên lưu ý những điều sau trước khi mua. Gỗ gụ là loại gỗ quý hiếm có những đặc điểm riêng để nhận biết như gỗ gụ ta. Gỗ gụ ta hay còn được gọi là gụ Quảng Bình nơi khai thác là một trong những loại gỗ có giá trị cao nhất, quý hiếm nhất về màu sắc gỗ gụ bình thường có màu vàng khi mới khai thác già hoặc để lâu thường có màu nâu đậm nâu đỏ tùy theo độ tuổi của cây về độ nặng gỗ này rất nặng do có tỷ trọng lớn nặng hơn khá nhiều so với các loại gỗ thông thường về mùi có mùi hơi chua nhưng không hăng khi đưa lên mũi ngửi gỗ gụ lào và gụ campuchia với dòng gỗ gụ campuchia là loại gỗ rất cứng và nặng có độ bền cao không lo mối mọt về màu sắc gỗ của campuchia rất đẹp màu gỗ tương tự như gỗ gụ ta Vân gỗ cho da đẹp và tự nhiên không giống với gỗ gụ ta, thường có hình dạng xoăn. Gỗ gụ Campuchia hiện nay rất được ưa chuộng tại Việt Nam thường được làm thành các sản phẩm bàn ghế, trường kỷ, giường, tủ. Gỗ gụ Nam Phi Chất lượng gỗ Nam Phi cũng rất tốt, ít cong vênh, không bị muối mọt. Thân cây tương đối thẳng, cây gỗ to, không bị mục giữa phù hợp với đồ nội thất bàn ghế, trường kỷ. Gỗ gụ Nam Phi sẽ có mùi hăng hơn, đây là cách phân biệt đơn giản nhất màu sắc gỗ gụ nam phi thường có màu hồng nhạt đỏ sậm tùy vào độ khô của gỗ màu sắc của gỗ gụ nam phi có xu hướng đậm dần theo thời gian ứng dụng và giá trị của gỗ gụ gỗ gụ là loại gỗ chắc chắn không bị muối mọt có vân gỗ đẹp thường được dùng trong các sản phẩm đồ gỗ nội thất gỗ gụ là nhóm gỗ đẹp quý hiếm nên rất được ưa chuộng trong các sản phẩm bàn ghế tủ trường kỷ người biết chơi gỗ thường lựa chọn gỗ gụ vì có giá vừa tầm giá trị không thay đổi theo thời gian là bao hiện nay có giá trị cao nhất là gỗ gụ ta vì độ hiếm của nó, còn gụ Campuchia với gụ Nam Phi có giá không ổn định tùy theo độ sốt của loại gỗ ý. Cách bảo quản gỗ gụ Gỗ gụ là loại gỗ không bị muối mọt, nhưng các bạn phải lưu ý những điều sau để đồ luôn sáng bóng. Nên lau chùi thường xuyên để gỗ luôn sáng bóng, nhìn đẹp mắt hơn. Tránh để nơi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào, những nơi ẩm mốc cũng nên hạn chế chỉ cần với những lưu ý trên rất đơn giản bạn đã có thể sử dụng các sản phẩm từ gỗ gụ bền vững với thời gian mà không cần lo lắng gì cả